Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết biển ngày 29 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, vùng rãnh thấp có trục hiện ở khoảng vĩ độ là 20 cho đến 20 độ vĩ bắc trên khu vực Bắc Bộ đã làm cho gió chuyển về hướng nam đến đông nam trên vùng biển là Vịnh Bắc Bộ. Tuy gió chỉ ở cường độ trung bình cấp 4, nhưng trời nhiều mây, mưa rào và rông có thể xảy ra rải rác trong ngày, nên cũng phần nào gây bất lợi cho các hoạt động ra khơi cũng như du lịch trên biển của bà con còn ở khu vực biển từ quảng ngãi cho đến là quảng trị thì sáng nay trên ảnh vệ tinh đã cho thấy những đám mây đối lưu liên tục phát triển ở khu vực ngoài khơi xa và di chuyển vào phía đất liền làm trời chuyển nhiều mây và có mưa rào ở một vài nơi trong đêm nay và ngày mai, giá áp thấp có vị trí ít thay đổi, gió trên khu vực với Bắc Bộ từ Quảng Trị và Quảng Ngãi vẫn giữ cường độ trung bình, nhưng mưa rào và rông vẫn có thể xuất hiện rải rác trong ngày. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cần chú ý đề phòng tầm nhìn giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Ở các vùng biển phía Nam thì gió Tây Nam đang duy trì cấp độ là trung bình đến mạnh, đặc biệt là đối với vùng biển từ Ninh Thuận trở vào cho đến Vũng Tàu thì đôi lúc còn có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Mưa rào và rông đang có xu hướng tăng thêm về diện nhưng vẫn chủ yếu xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Những nhiễu động ở dìa áp cao cận nhiệt liên tục gây thời tiết xấu cho khu vực Biển Đông và ở trạm đảo Trường Sa sáng hôm nay đã có mưa vừa và rông. Trong cơn rông còn đo được gió giật là 23m trên dây tương đương với gió mạnh là cấp 9. Trong 24 giờ tới thì gió Tây Nam trên Biển Đông thịnh hành ở mức là cấp 4 và cấp 5. Nhưng đám mây rông thì còn duy trì trên hầu khắp khu vực, nhưng cường độ sẽ giảm dần. Tuy nhiên thì bà con vẫn cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Với vùng biển Bắc Vị Bắc Bộ thì trong đêm nay và sáng ngày mai thì các vùng biển ven bờ có khả năng là có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Trong cơn rông còn tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm lớn đến tàu thuyền. Sang đến ngày mai thì mưa sẽ giảm dần và gió duy trì hướng Nam đến Đông Nam với cường độ là cấp 4. Với vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thì duy trì đới gió Nam đến Đông Nam mạnh là cấp 4. Trong đêm nay và ngày mai, vùng biển này vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ nên trời còn nhiều mây, mưa rào và rông rải rác. Tuy nhiên thì cường độ thì không nhiều bằng vùng biển phía Bắc. Chuyển xuống vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn thì trong đêm nay và sáng ngày mai có gió Tây Nam cấp 4. Từ chiều ngày mai thì có thể chuyển dần sang hướng Nam đến Đông Nam. Trời phổ biến là có mây thay đổi và mưa rào ở rông diện vài nơi tập trung chủ yếu ở vùng biển từ Quảng Trị cho đến là Thừa Thiên Huế và khoảng thời gian chiều tối đến đêm. Còn sang đến ngày mai thì sẽ giảm dần nên tàu thuyền có thể hoạt động bình thường trên vùng biển này. Với vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý thì gió sẽ phổ biến với hướng Tây Nam với cường độ là cấp 4 và cấp 5. Khu vực biển ngoài khơi, Ninh Thuận, Bình Thuận thì bao gồm cả đảo Phú Quý thì gió còn mạnh là cấp 5, có lúc giật cấp 6 trên cấp 6. Mưa rào và rông có xu hướng là tăng lên về diện, chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm bà con cần đề phòng tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo thì gió Tây Nam vẫn duy trì cường độ mạnh là cấp 5, có lúc thì là giật cấp 6, trên cấp 6. Tình trạng biển động với những đám mây đối lưu có thể phát triển và gây mưa rào và rông tại nhiều thời điểm trong ngày nên gây nguy hiểm đối với việc ra khơi của bà con ngư dân. Vùng biển Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc Thổ Chu thì gió Tây đến Tây Nam cường độ trung bình là cấp 4, thời tiết chưa có nhiều thay đổi với mưa rào và rông còn duy trì diện giải rác. Bà con tiếp tục cần đề phòng tầm nhìn xa hạn chế trong mưa. Với vùng biển Vịnh Thái Lan thì gió Tây cho đến Tây Nam là cấp 4, tàu thuyền thì hoạt động trên vùng biển này vẫn cần chú ý với tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Đặc biệt, đối với khu vực biển phía Bắc còn có thể có gió giật mạnh trong cơn rông. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa thì gió có hướng Tây Nam đến Nam với cường độ trung bình là cấp 4 và cấp 5. Xung quanh quần đảo Hoàng Sa thì vẫn còn những đám mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và rông rải rác, làm tầm nhìn xa chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc thì gió Tây Nam cường độ ở mức là cấp 4 và cấp 5. Mưa rào và rông còn duy trì nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ trên vùng biển này từ ngày mai. Tuy nhiên thì bà con vẫn cần chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam và quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây thì chịu tác động chính của đới gió Tây Nam cường độ mạnh cấp 4 và cấp 5. Gió mạnh cấp 5 sẽ thu hẹp dần về diện và còn thịnh hành ở phía Tây của khu vực. Mưa cũng sẽ giảm dần về cường độ nhưng vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến các hoạt động của tàu thuyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.